Tiếp tục với bài thứ hai, thì đây chúng ta sẽ xem nó có mấy cái vấn đề như thế này. Chúng ta có file begin01 là cái bài mẫu là thế này, hình ảnh mẫu kèm thêm một cái mẫu để làm pattern, và cuối cùng thì chúng ta làm ra một cái này. Trong này nó sẽ yêu cầu chúng ta làm mấy vấn đề như sau: một là tạo ra được vùng chọn để chúng ta xử lý, chúng ta chọn con cua; hai là vùng chọn để chúng ta chọn cái lát chanh. Thế cái này là dính tới vấn đề chọn. Tiếp nữa là tạo mẫu pattern. Tiếp nữa là tô, nhưng mà tô ở chế độ blending để vẫn giữ được cái mẫu pattern này, đồng thời đưa được màu vào, cộng thêm một tí về tô chuyển. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có công cụ brush để chúng ta lấy mẫu màu và tô màu vào cái chỗ nào mà chúng ta muốn. Và hôm nay với cái bài này thì chúng ta bắt đầu gọi là đụng một tí tới gì đấy ạ? Tới chữ. Đây là chữ tự đánh vào chứ không phải là cái chữ mà copy cái hình như là cái bài vừa demo nữa. Thế thì để bắt đầu thì tạm thời tôi cứ xử lý thằng này trước đi. Ctrl A đi. Và Edit Define Pattern. Tôi tạo ra một cái mẫu pattern đã. Làm xong đóng thằng này lại, tại vì nó không cần nữa. Và lúc đó thì chúng ta lại quay trở về với cái thao tác rất là quen thuộc, là vào Windows Arrange và chúng ta đặt hai cái file nằm hai bên thế này để mà xử lý nhìn theo mẫu. Thế trước hết là việc chọn cái con cua đó. Chọn con cua thì các bạn tùy dùng cái công cụ nào, túm lại là để tạo ra cái vùng chọn nhanh nhất thì chúng ta làm. Đó. Trong trường hợp này có lẽ với các công cụ mà các bạn đã được giới thiệu thì Polygon này chắc là công cụ nhanh nhất trong cái thời điểm hiện tại. Đó, trong thời điểm hiện tại các với các công cụ các bạn đã biết hoặc là không đấy, các bạn có thể thử cái này xem. Công cụ Quick đi. Đó. Nhưng mà như thế thì nó sẽ lấy chờ một ít ra cái phần bóng đen ở bên ngoài. Và có thể chúng ta sẽ thử nghiệm bằng cách là kết hợp nó với thêm một số các công cụ khác nữa để chúng ta trừ bớt đi, xem là nó có giải quyết được không. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng chính quick này. Đó. Dùng chính cái quick này và chúng ta giảm bớt đi. Ở đây thì các bạn có thể là giảm bớt cái size này đi. Đó. Nhấn A. Trừ đi. Đôi lúc là nó cũng sẽ vẫn lẹn vào một tí đấy, chứ không phải nó hoàn hảo đâu. Nhưng túm lại là gì? Chúng ta cần con cua thôi, không cần những cái phần bóng này. Nhưng mà thực ra thì ở đây là chúng ta nói về quy cách làm việc. Nó có chờ một tí hay là ra một tí cũng không thành vấn đề lắm nhá. Thế bây giờ sau khi mà chúng ta tạo ra cái vùng chọn mà có cái con cua này rồi thì chúng ta sẽ làm thao tác đầu tiên là tạo ra một layer mới. Các bạn có thể mở cái này ra và chọn gì đẹp trang giấy trắng, đúng không? Hoặc là các bạn có thể dùng phím luôn, thì tôi cũng nói luôn đó là tổ hợp phím Shift Ctrl Alt và thêm phím N thì nó sẽ tạo ra một layer mới trắng. Đến đây thì chúng ta sẽ lấy mẫu màu bằng cách là sử dụng công cụ Y ngắn đó, Drop, kích vào đây để tôi lấy mẫu màu. Và bây giờ tôi tô vào đâu? Tôi tô vào cái layer trắng mới tạo ra, nhưng không phải vào con cua mà vào phần bên ngoài của nó. Có nghĩa là chúng ta phải thế này, invert, đảo ngược lại. Thay vì tô vào cua thì thay vào tô con cua thì nó sẽ tô ra một phía ngoài. Nào, Alt Delete, tô cái màu tiền cảnh vào. Nếu mà phím vẫn còn chạy tốt, còn nếu không thì chúng ta lại phải gì đây, vào sâu vào đây. Thế đến đây tôi đã tạo ra một cái màn che, mà che hết tất cả mọi thứ xung quanh trừ con cua. Tạm thời đến đây tôi tắt cái này đi để tôi làm việc tiếp. Và chúng ta sẽ xuống lại layer bên dưới. Việc tiếp theo là chọn cái gì ạ?
lát chanh. Phương pháp chọn cái tròn tròn này thì các bạn biết rồi đúng không? Điều chỉnh làm sao chọn được lát chanh. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành gì đây? Ctrl G nhân bản cái lát chanh này lên. Sau khi có lát chanh rồi, tôi mới quan sát theo cái bài mẫu có bao nhiêu lát chanh đặt vào vị trí nào. Trước hết tôi kéo cái lát chanh đầu tiên vào cái vị trí giống như bài mẫu đó này, một lát đó. Sau đó nhấn an, kéo tiếp sang vị trí thứ hai, nhấn an kéo tiếp sang vị trí thứ ba gần cái càng này, tiếp tục cứ quan sát thôi và chúng ta sẽ nhân bản ra. Vậy là các lát chanh đã được xử lý. Tiếp nữa thì tôi sẽ sang bên này, Ctrl A tạo ra vùng chọn, được chưa? Kéo tiếp cái thằng này sang đây và đặt nó làm sao cho giống giống cái bài mẫu. Đến đây thì tôi đặt vào và tôi xác nhận được là cái kích thước của cái vùng chọn bên này đã được chuyển sang đây rồi. Tôi sẽ xử lý nó bằng cách là cắt, đúng không? Image crop, lệnh này chúng ta nói rồi đúng không nào? Vậy thì toàn bộ cái này nó sẽ được cắt giống như là bài mẫu. Tiếp theo nữa thì chúng ta làm gì? Bắt đầu lại chọn tiếp, vẽ một vùng chọn này tương ứng với lại gì đây? Với lại vùng này. Hoặc đây, đến đây, kéo tiếp sang bên này. Chúng ta sẽ tạo tiếp gì đây? Một layer mới. Tô cái gì? Tô bằng button, đúng không? Edit này, fill này, button này. Button mới nhất mà chúng ta vừa chọn là cái nào? Là cái này, đúng không? Ok, vậy là mẫu pattern đã được tô vào đây. Sau đó thì làm tiếp thao tác nữa là đo màu. Tôi sẽ sử dụng công cụ Airdrop này, tôi kích vào đây, tôi lấy được màu này rồi. Sau đó thì lại quay trở về lệnh tô Edit Fill Foreground Color. Nhưng cũng như cái bài hôm trước mà chúng ta vừa mới nói, đó là tô vào nhưng lại không được phép dập đi gì đây, hoa văn họa tiết vốn có, đúng không? Vậy thì không phải normal nữa mà nó sẽ phải là multi. Ok. À sorry, đây chúng ta phải làm cái này chứ. Fill này, foreground multi. Ok, màu vào rồi đúng không? Tiếp nữa thì tôi lại đo tiếp. Đo tiếp cái gì? Đo tiếp bên này. Vẽ một vùng tròn tương ứng với lại cái giải màu tôi chuyển. Sau đó cũng lại sử dụng chính công cụ đã tạo vùng chọn, kéo và đặt nó vào vị trí tương ứng ở bên bài bên này. Sau đó thì tôi sẽ đo một màu này, nhấn an kích tiếp vào đây là hai màu này và chuyển, tôi chuyển đúng không? Cái thằng này là đặc, không cho phép nhìn thấy cho nên không có multi gì hết, mà nó phải trả về gì đây? Normal. Giữ shift tôi cho nó thẳng. Đến đây tôi có được giải màu này rồi. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ xử lý để làm sao cho màu mè nó giống như thế này. Thế trước hết là tôi sẽ bật cái layer màu đỏ này lên và tôi sẽ kéo nó xuống nấp dưới cái layer này. Đến đây thì các bạn nhìn thấy gì ạ? Con cua nền đỏ đúng không nào? Tiếp nữa thì tôi sẽ sử dụng bút. Ở công cụ bút này thì tôi sẽ làm cái thao tác như sau. Nhấn an là để làm gì ạ? Để chuyển tạm sang cái công cụ lấy mẫu màu. Kích vào đây lấy được mẫu màu. Đến đây thì tôi sẽ phải giảm hoặc tăng kích thước đầu bút để làm sao cho nó phù hợp. Đến đây thì tôi lại giới thiệu với các bạn thêm một cái mẹo nho nhỏ nữa. Hôm trước là chúng ta nói là tăng giảm đầu bút bằng cái gì nhỉ? Bằng phím tắt là phím gì ạ? À, đóng mở hoặc vuông. Ok. Và phím đó thì nó lại hơi lằng nhằng một tí, là nó dễ xung đột với lại bộ gõ tiếng Việt. Và tôi cũng đã hướng dẫn các bạn cái cách làm sao để mà xử lý được rồi đúng không? Hoặc là tắt bộ gõ đi, hoặc là nếu ở chế độ tiếng Việt thì chúng ta sẽ chuyển sang bộ gõ tiếng Anh thì nó hết xung. Nhưng tuy nhiên còn một phương pháp nữa các bạn có thể làm như sau. Các bạn chọn công cụ Brush này rồi thì khi các bạn muốn xử lý, các bạn có cách như thế này. Một là các bạn chuột phải đó thì nó sẽ mở luôn cái bảng này ra ở ngay tại chỗ các bạn vừa kích chuột. Có nghĩa là các bạn đưa chuột vào đây rất gần,
thay vì việc là các bạn phải đưa chuột lên tít ở trên góc trên này. Đấy đã là một thứ nhanh hơn rồi, đúng không? Nhưng vẫn phải kéo, vẫn phải trượt, vẫn phải làm một vài thứ thì nó mới thiết lập xong được cái tham số. Ngoài cái thao tác mà nhấp chuột phải thông thường thì các bạn có thêm cái này. Đó là đây, tôi mở mở cái một file mới ra cho các bạn nhìn cho nó dễ nhé. Đây. Ví dụ khi các bạn đang có cái công cụ bút này mà các bạn nhấn giữ Alt đồng thời các bạn chuột phải một cái và giữ thì nó sẽ làm sao đây ạ? Nó sẽ xuất hiện cái đầu bút cộng thêm những cái nhãn xám xám ở bên cạnh, nó sẽ thông báo cho các bạn mấy thứ. Một là diameter, là cái kích thước của cái đầu bút hiện tại đang là 139 pixel. Hai là độ cứng của nó là 1%. Và ba là opacity, độ trong đục là 50%. Đấy, thì các bạn có thể giải quyết cho tôi như thế này. Một là kéo sang phải, di chuột sang phải nhé, thì là các bạn tăng kích thước của đầu bút. Di sang trái là giảm. Như thế là chúng ta có thể là tăng giảm một cách rất là trực quan ngay đây rồi. Thứ hai là các bạn dịch lên trên hoặc là gì đây ạ, dịch xuống dưới thì các bạn có thấy là tôi đang tăng hay giảm cái độ cứng của đầu bút không ạ? Đấy, để ý cái dòng tham số thứ hai Hanis đây, kéo xuống dưới là đang tăng lên, và nếu như mà tôi kéo lên trên là tôi sẽ giảm cái độ cứng của đầu bút đi. Đấy, thế còn opacity thì chịu, opacity thì các bạn sẽ phải xử lý ở trên này. Đó, tăng hay giảm ở đây. Thế thì tôi giới thiệu thêm một cách cho các bạn để các bạn biết là cái phương pháp để tăng hay giảm nhanh cái đầu bút. Thế đến đây thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Đó, bấm này, kéo sang trái để chúng ta làm sao đây ạ, giảm kích thước đầu bút đi. Đó, và chúng ta sẽ đo lại màu này, click này. Đây, bây giờ các bạn tô tô vào đâu? Tô thì chúng ta kiểm tra lại xem cái này chúng ta cần là tô vào con cua hoặc là một lớp ở trên con cua. Bây giờ tô nhá. Nào, tô này, à xin lỗi, chuyển đổi normal đi đã. Đó, tô này, những chỗ nào có cái chất là tím tím đấy các bạn cứ tô vào cho tôi. Đó, sau đó thì nhấn Alt này, tô tiếp này, màu đỏ này, màu đen này. Tất nhiên chỗ nào to, chỗ nào nhỏ thì các bạn cần phải xử lý làm sao cho nó hợp lý. Màu tím tiếp này, màu xanh này, màu vàng này, ví dụ như thế. Tóm lại là phải thay đổi vài cái kích thước đầu bút rồi các cái thứ khác. Thế tại sao lại tô được như này? Tô như này các bạn tô thoải mái. Thực ra bản chất là đây, các bạn nhìn này, cái mà chúng ta tô ở bên dưới thì thực ra là nó rất là lộn xộn, nó rất là xấu. Nó chính xác là như thế. Nhưng tại sao lại vẫn vẫn rõ ràng? Vì là chúng ta đã có cái này nó bo rồi, cái mặt nạ, cái hình cua mà chúng ta vẽ màu đỏ ở đấy nó đã bo sẵn theo cái chu kỳ con cua rồi, cho nên các bạn cứ tô thoải mái, thoải mái đi, nó cũng vẫn sắc nét theo hình con cua thôi. Thế đến đây chúng ta sẽ thêm một chút cái thao tác là thế này. Tôi giới thiệu thêm một công cụ trong này, đó gọi là công cụ Smooth Tool. Công cụ Smooth Tool thì nó sẽ giống như là cái thao tác mà đang được diễn ra trên cái hình thu nhỏ công cụ đó. Đó là nếu như mà một bức tranh mà màu mè mà chưa khô, các bạn dùng cái ngón tay các bạn di, các bạn quẹt thì các bạn có thể lôi được màu từ chỗ nọ sang chỗ kia để trộn lẫn vào với nhau. Và với công cụ này đó, tôi có thể xử lý như sau. Đó, bôi này, thấy chưa, thấy kéo chưa, màu trộn vào với nhau bằng cách là di này, rung này, rồi thì kéo màu từ chỗ nọ sang chỗ kia. Với cách như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể trộn lẫn phối các màu vào với nhau, làm sao cho nó ra được cái sự trộn màu đấy. Tất nhiên có thể là giống cũng có thể không giống, nhưng mà ở đây bản chất là chúng ta đang giới thiệu với nhau cái công cụ đấy. Còn do cái vệt màu chúng ta vẽ nó có giống hệt với bài mẫu hay không đấy, nó có to, nó có nhỏ, nó có nằm đúng vị trí đấy hay không. Còn sau khi tô mà tôi được chuẩn rồi thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ này để các bạn di, để cho các mảng màu nó trộn
nhuyễn vào với nhau. Thế và cuối cùng thì chúng ta sẽ làm việc thêm với công cụ text. Thì hôm nay chúng ta cũng chưa nói chuyện sâu với text đâu, chúng ta chỉ giới thiệu một cách đơn giản nhất là cách nhập text vào cơ bản ban đầu là như thế nào. Thì tôi sẽ chọn công cụ chữ T ở trên hộp công cụ. Sau khi mà tôi nhấp chọn thì bắt đầu cái chế độ được kích hoạt. Và để bắt đầu thì tôi nên thiết lập một số tham số trước. Ví dụ bài mẫu này nó là màu trắng thì tôi sẽ bấm trên thành option vào đây để tôi có thể đo mẫu màu, để tôi lấy đúng màu cho chữ. Sau đó thì chúng ta thiết lập thêm một số thứ, ví dụ như là phông chữ. Đó, phông chữ ở đây là chúng ta sẽ dùng chữ area đi. Đấy, regular hay là bold gì đó. Thế và size thì chúng ta có thể là thiết lập một cái con số. Muốn xem nó to nhỏ nào thì các bạn chỉ cần là nhấp chuột vào đây. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ nhập thử Create, Enter, Tab hoặc là cách một tí. Đây, cứ gõ ra nhé. Classic. Đến đây thì tôi sẽ kéo cái chữ này vào đây và tôi đưa nó lên lớp trên. Control Shift đóng ngoặc vuông, hoặc nếu như mà phím mà nó bị sung mà không nhận lệnh thì các bạn vào layer, các bạn vào cho tôi cái lệnh gọi là lệnh arrange đây, bring to front. Đó. Đến đây thì chúng ta sẽ xem chữ thì nội dung thì đúng rồi, nhưng gióng hàng rồi cái size rồi có vẻ chưa đúng lắm, thì chúng ta sẽ vào thêm cái bảng này character hoặc là các bạn nhấn phím lệnh, các bạn có thể tìm ở đây window đây character. Ở đây chúng ta xem paragraph này thì nó đang gióng phải, thì đây tôi đặt nó gióng trái cho nó đúng, đúng không? Sau đó thì mình có thể cho nó lùi vào một tí. Đấy là về khoảng cách nhé. Và về size thì các bạn có thể bôi đen, các bạn tăng nhập trực tiếp vào đây. Đấy, hoặc là bấm vào chỗ này, kéo sang bên phải để tăng, kéo sang bên trái để giảm. Đấy, đại thể là như thế. Bài này thì đơn giản một chút để mà chúng ta xử lý vấn đề là nó đưa được các nội dung vào. Thế kiểm tra lại một tí, cái đỏ này có lẽ phải kéo xuống thêm một tí. Chúng ta giấu nó dưới gì nhỉ? Giấu dưới layer chứa cái lát chanh đúng không? Để cho các lát chanh ở góc nó lên được. Bài này thì không phức tạp, hầu hết là các kiến thức là nhắc lại thôi. Cách chọn này, tạo mẫu pattern này, tô với các chế độ blend, tô màu chuyển đó. Nó thêm có một tí cái vấn đề là cái thao tác là tô và dì nhòe màu bằng cái công cụ của Smooth Tool thôi. Và thêm một cái thao tác mới tinh đó là chúng ta đưa một cái dòng chữ vào trong cái ảnh như thế nào. Đấy, không quá phức tạp, mới thêm một tí. Nhưng mà đây lần thứ hai chúng ta thấy nhắc lại là gì đây, khái niệm về cái blending. Đấy, làm sao để tô được màu vào nhưng lại không mất đi những cái cấu trúc đậm nhạt, cấu trúc hoa văn họa tiết vốn có của cái ảnh, thì chúng ta lại phải chuyển đổi chế độ blending mode. Đấy, thì các bạn có thể thực hành nhanh thử cái này xem, không cần quá cầu kỳ, nói tóm lại là thực hiện được đúng các cái bước và các cái quy tắc làm